Rồi, chào cả nhà. Hôm nay chúng ta lại đến với cái clip số 5 về tâm lý giao dịch. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề, đó là giá và giá trị, đúng không ạ? Price and value. Chúng ta sẽ nói về giá và giá trị. Trước khi vào cái nội dung chủ đề này thì chúc mừng các anh em bên Kim Marine. Hôm nay cũng ăn đâu đó ngập mặt đúng không? Ở trên cái kênh Jacoby vừa rồi thì cô có public một số nội dung buổi Zoom học của bên Kim học viên, ví dụ như bài 13, 14 nè. 13 là tâm lý giao dịch. Ở đây lý thuyết DAO nè, lý thuyết DAO và một số nền tảng cấu trúc thị trường. Và 14 là ưu và khuyết điểm của trường phái harmonic, trường phái mô hình. Thì sau cái buổi mà học về trường phái mô hình thì chúng ta hôm sau chúng ta áp dụng ngay được, và chúng ta thấy ví dụ như Bitcoin lúc nãy anh em bên team group cũng ăn khá mạnh đúng không, ăn chuẩn về cái target nè, cán cờ nè, target chỗ này nè, đúng không? Giá đóng cửa nó dừng ở đây, thậm chí con này cũng như vậy đúng không, đấy giá của nó vẫn dừng ngay những vùng này, đánh dễ không ạ? Dễ đánh đúng không? học và áp dụng được ngay cả đó. Và cho nên cái bài hôm qua thì cũng có nói là cái trường phái mô hình này nó xuất hiện ở tất cả các chạc. Vấn đề là chúng ta phải hiểu được cái lý thuyết DAO và cái cấu trúc thị trường. Chúng ta hiểu cái đó, chúng ta sẽ khắc phục được những cái khuyết điểm của trường phái này và chúng ta áp dụng vào, chúng ta đánh rất là hiệu quả, tỷ lệ thắng cực kỳ cao. Đó chỉ mới là trường phái mô hình thôi. Ngày mai chúng ta sẽ học về cái trường phái tín hiệu khác nữa, đúng không ạ? Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua cái nội dung chính là cái bài về tâm lý giao dịch số 5 là giá và giá trị. Hiểu thế nào là giá và giá trị? Như thế này, hầu hết chúng ta nghe cái hiểu đó nhưng chúng ta áp dụng vào thì không. Chúng ta hay bị nhầm lẫn giữa giá và giá trị. Theo các bạn thì chúng ta đánh bên Marine, đánh bên Forex thì chúng ta kinh doanh trên đường giá, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ follow theo cái lợi nhuận của chúng ta, là chúng ta sẽ có được từ cái giá hay là giá trị. Nếu chúng ta nói lợi nhuận chúng ta follow theo về giá thì đó là chỉ số, ví dụ Bitcoin 5.800 nè, đúng không? 58391 đây là cái giá. Nó lên 58876 thì đó là cái giá. Còn giá trị của nó, có là giá trị nội tại của nó, có nghĩa là tương lai của nó có thể nó lên 60.000 đô, 70.000 đô, 80, thậm chí 100. Cái đó là giá trị. Chúng ta vào bất kỳ cái trò chơi nào, chúng ta phải xác định chúng ta đang kinh doanh trên đường giá, chúng ta đang kinh doanh giá hay là giá trị. Xác định cho rõ. Nhiều người không hiểu cái này, ví dụ như cụ thể nhất là chúng ta đánh Marine, chúng ta đánh bên MT4, Forex. Chúng ta hay bị nhầm lẫn giữa khái niệm về giá và giá trị. Nếu chúng ta đánh bên Marine thì cái lợi nhuận của chúng ta có được là từ giá chứ không phải từ giá trị. Tức là gì? Tức là nếu như mà chúng ta đánh một cái lệnh buy Bitcoin ở cái ngưỡng này, đúng không? Ở ngưỡng là 58140, là giá của nó đang 58140, chúng ta buy thì khi nó lên 58876 thì chúng ta có tiền, tức là chúng ta đang kinh doanh trên cái giá của nó rồi. Tức là trên chỉ số, các bạn hiểu không? Chứ chúng ta không có kinh doanh trên cái giá trị nội tại. Khi nào mà các bạn chơi e-trend á, các bạn mới đặt nặng cái giá trị nội tại của nó, mới đặt nặng cái giá trị của nó. Ví dụ các bạn mua Bitcoin từ 50.000 mà bây giờ nó lên 60.000, xong các bạn bán, sau đó từ 60.000 nó lên 70.000, các bạn giật mình, các bạn cảm thấy mình bán hớ, thì ok, cái đó là các bạn đang xem cái lãi của các bạn, đó chính là cái giá trị của Bitcoin. Hình dung không ạ? Còn không hiểu cái này thì khi mà chúng ta đánh Forex, chúng ta đánh Marine, chúng ta cứ bản chất chúng ta không hiểu là chúng ta đang kinh doanh trên cái giá của nó mà. Giá lên thì chúng ta buy, giá xuống chúng ta sell và chúng ta có lời. Chúng ta không quan tâm cái Bitcoin nó sẽ lên bao nhiêu cả. Nó lên 100.000 đô cũng được, chúng ta không quan tâm, tại vì nó lên 100.000 đô chúng ta không có tiền. Chúng ta có mua exchange đâu mà chúng ta có tiền. Chúng ta chỉ kinh doanh trên đường giá thôi. Đúng không? Và không hiểu cái này cho nên nhiều người ta trade Forex, ví dụ người ta trade Marine, ví dụ chúng ta buy ở đây, chúng ta đặt một cái lệnh buy ở đây,
sau đó giá lên đây chúng ta chốt đúng không ạ? Sau đó giá xuống chúng ta buy và giá lên chúng ta chốt. Nhưng mà chốt ở đây xong rồi mà giá nó lên nữa chúng ta giật mình, chúng ta nói chết rồi, chốt non rồi. Chúng ta có kinh doanh trên cái giá trị của nó đâu mà non với không non. Chúng ta kinh doanh trên đường giá tức là gì? Tức là chúng ta mua thấp mà chúng ta bán cao, đúng không? Chúng ta đặt một cái lệnh buy, chúng ta mua thấp bán cao và khi giá lên cái đây thì chúng ta ăn được cái biên độ này, chúng ta chốt lời ăn được cái biên độ này thì chúng ta thành công trên cái biên độ này, chúng ta thành công trên việc đó. Giá có lên tiếp nữa thì kệ nó, chúng ta có kinh doanh về cái giá trị nội tại nó đâu mà chúng ta lo cái việc đó. Và nhiều người vẫn bảo là chốt non, tôi không hiểu là do như thế nào. Họ không hiểu về giá và giá trị. Nếu như các bạn đánh trend, các bạn mua ở cái ngưỡng giá này nè, sau đó giá lên đây các bạn chốt, sau đó giá không hồi về như cái hướng này mà giá lại lên tiếp thì ok, các bạn cảm thấy hối hận, hối tiếc vì mình đã chốt giá non và bây giờ mình không thể mua lại được cái giá này nữa chẳng hạn, thì lúc đó mới là kinh doanh trên cái giá trị nội tại của nó. Các bạn hình dung không? Cho nên các bạn hãy bỏ đi cái khái niệm là chốt non rồi. Nếu như ai đánh bên Forex và ai đánh bên Marine mà hay có hay nghe họ nói là chốt non rồi các kiểu, thì cô chỉ hỏi đúng một câu là 3 tháng gần nhất bạn thua nhiều hay không. Và hầu hết họ đều nói với cô là thua. Cô chưa nghe ai nói là thắng đó. Tại vì họ không hình dung được họ đang kiếm lợi nhuận từ giá hay là giá trị. Cái này rất là quan trọng nhé. Nếu các bạn kinh doanh mua một sản phẩm, các bạn mua vì cái giá trị nội tại của nó, bắt buộc các bạn phải xác định được thời gian bán, chứ không phải là xác định về giá bán không đâu. Giá bán chỉ một phần. Ví dụ các bạn mua Bitcoin từ cỡ 16.000 đô, các bạn xác định là ok, 1 năm sau, 2 năm sau tôi mua, tôi để đó 1, 2 năm sau, thì cái đó là bạn đang mua về giá trị nội tại của nó, và sau 1, 2 năm chúng ta mới coi lại giá. Hoặc các bạn tự đặt một cái mục tiêu là ok, mua từ 16.000 đô lên 30.000 đô thì bán, dù cho chưa đến 2 năm cũng bán, thì đó là kinh doanh về giá trị của nó. Còn không hiểu cái này các bạn hình dung không? Không hiểu cái này, giá nó lên nữa thì bạn, tâm lý con người thì luôn không bao giờ đủ hết á. Bán ở đây thì phải xuống thì mới thỏa mãn. Nó không xuống nó lên tiếp thì bắt đầu ngồi tiếp, không thỏa mãn, bởi vì chúng ta họ không có bán được giá cao, họ cảm thấy họ thiệt thòi. Nhưng mà họ không nhìn lại là họ đang mua ở giá này và bán ở giá này đã có lời rồi, tức là đây là cái họ được mà họ không nhìn thấy. Họ chỉ nhìn thấy cái họ mất khi giá nó đi lên như vậy. Lúc đó họ không nhìn thấy cái lợi nhuận ở đây nè, cái họ được, mà họ cứ nhìn thấy cái họ không được ở chỗ này không à. Và họ tiếc nuối, họ nghĩ là họ không được, họ mất mát, họ chốt non các kiểu. Và họ đã tiếp tục chính cái tư duy đó, cái tâm lý đó làm cho họ đu với một cái sóng cao. Và đặc biệt chúng ta đánh Marine và MT4. Nếu các bạn, dù cho các bạn có bắt chuẩn trend, các bạn có đánh theo xu hướng chuẩn trend, các bạn đu đu một thời gian sau các bạn cũng sẽ đến sóng 5, Elliott cũng sẽ xuất hiện. Lúc đó các bạn sẽ không thoát kịp, các bạn sẽ ăn sóng ABC. Cho nên nếu như mà chúng ta đánh theo một cái xu hướng, chúng ta hay bị một cái trường hợp là chúng ta thắng 8 kèo nhưng đến 9 kèo, 10 kèo, cứ 9 kèo cứ 10 mà đỏ một cái là chúng ta cháy sạch tài khoản. Là tại vì sao? Là tại vì trong quá trình chúng ta cứ đánh theo xu hướng đó, chúng ta đu lên mà chúng ta không biết lúc nào đó là sóng 5 và nó rớt ABC. Sau đó chúng ta thoát không kịp và chúng ta cháy sạch những cái khoản lợi nhuận trước đó. Vậy thì cái cách xử lý vấn đề này là gì? Đầu tiên chúng ta xác định là giá, kinh doanh giá hay là giá trị. Cái trend là kinh doanh trên giá trị sản phẩm. Marine, Forex là kinh doanh trên giá, đừng có dùng khái niệm chốt non ở đây. Bạn có lời là bạn thắng được rồi. Bạn có lời là bạn có lãi là bạn thắng rồi. Không có chuyện non hay không non. Tại vì đó là chúng ta kinh doanh trên chỉ số mà. Đúng không ạ? Và để tránh được cái việc mà bạn đu sóng 5 thì dù cho bạn có đánh thuận trend, bạn cũng phải cẩn thận, đừng có đu một con nào quá đu mãi như vậy. Chắc chắn bạn cứ xuống bay lên nó kéo lên dừng cũng sẽ đến sóng 5. Thế thì làm gì? Ăn vừa đủ nghỉ là một cách. Cách thứ hai, khi các bạn ăn đâu đó khoảng 3 vòng, 4 vòng, stop.
3 vòng là tối đa, ngừng, không đánh con đó nữa, qua đánh con khác. Tại vì trong nếu như nó rơi vào sóng Elliott thì dù cho bạn may mắn lắm mà bạn ăn được 3 vòng thì nó cũng nằm ở sóng 1-3-5, đúng không? Nếu bạn đánh hơn 3 vòng thì rủi ro rất là cao, ăn 3 vòng rất là cao, rủi ro rất là cao. Và nếu như bạn vẫn còn đam mê con đó thì hãy đợi ăn một thời gian xong rồi ngồi yên một chỗ không đánh gì cả, đợi đợi nó có một cái cú rớt thật là mạnh, điều chỉnh thật là mạnh trên một cái sóng lớn như vậy nè, trên một cái sóng lớn như vậy nè, một cái kênh giá lớn như vậy. Bạn thấy cái đường đi không? Đây, nó đi như vậy, thế nào nó cũng sẽ lên sóng 5. Và khi bạn ăn vừa đủ mấy vòng rồi các bạn cứ ngưng lại cho tôi, bạn đợi một cái cú rớt. Tại vì nó phải có một cú điều chỉnh như vậy để cái đám, tất cả những cái đám trước đó chỗ này nó phải phân phối lại hình ảnh mua bán. Tức là những cái người mà chưa chốt lời nó phải chốt hết cái thị trường, nó phân phối lại lệnh mua bán thì lúc đó chúng ta mới vào lại được, đi một cái con sóng mới. Đó là lời khuyên của tôi về cái bài này, phân biệt giá và giá trị. Ok ha. Rồi, và bật mí một điều nữa, các bạn nên nghe những cái bài này, những cái bài đây là những cái bài trước đây cũng không có public nhưng mà bây giờ có public dần. Những cái nội dung về phân tích kỹ thuật riêng về hệ thống giao dịch. Đấy, hệ thống giao dịch thì trong cái học viên học thì những bài đó không public, nhưng những cái bài về phân tích kỹ thuật hay là những cái bài gọi là liên quan đến phân tích kỹ thuật thì có public cho cộng đồng cùng nghe để các bạn không bị mất tiền. Nên nghe những câu này, bạn nghe đi, thấm lắm. Bạn nghe xong rồi, các bạn nghe xong các bạn sẽ nghiệm ra, sẽ giật mình đấy, sẽ thấy là những cái này trước đây các thầy bà bên ngoài chả ai nói mình cả, họ như vậy chúng ta theo sách giáo khoa, áp dụng thực chiến không có, đúng không? Ok, clip hôm nay có đây thôi nhé. Bye mọi người, thấy hay thì share giùm tôi nhé. Bye cả nhà.